Xin chào quý anh chị đang nghe xem kênh Số Hiếu Nhật Bãi Video ngày hôm nay em lên sóng giới thiệu đến cô chú anh chị Những cái chiếc bếp ga hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng tại tổng kho bên em 3 mẫu bếp ga dòng mặt kính, mặt men, hình hộp chữ nhật rất là đẹp Đang có tại kệ nhà em Thì em mời các bác cùng theo dõi những cái chiếc bếp mà em sẽ giới thiệu trong video này là gì À, hôm nay là ngày 13 tháng 3 thì em sẽ có mã số là 13 tháng 3 đầu tiên các bác nhé Mã số 1 đến từ nhà Osaka -ga, Một chiếc bếp hình hộp chữ nhật rất là đẹp Ai mà yêu thích cái kiểu dáng này thì các bác dinh ngay chiếc này về không gian bếp nhà mình Đây là một cái chiếc bếp à, em được gọi là dòng VIP của, tại kho bên em Tại vì chiếc này thì độ mới còn trên 90% Rất là đẹp Trên 90% các bác nhé Hàng còn nguyên zin luôn Còn zin Nhà em chưa có vệ sinh Chưa có chưa có spa đâu họng còn nguyên vân thép nhé cực kỳ đẹp luôn boi chiên lửa của nó thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối còn à, vuông thành sát cạnh này còn sáng nội thất bếp còn rất là đẹp bếp nhật thì sẽ có các tính năng mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga luôn à, vì thế nên là sẽ có tâm cảm biến chạm đáy nồi đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ sẽ tự động nhỏ vùng lửa đây là cái cảm biến, cái tâm cảm biến chạm đáy nồi nhá Tác dụng của nó là thế Đây, khi mà nước trào vào cái họng của cái thủy ngân này này Thì bếp sẽ tự động tắt lửa Đây, bếp sử dụng IC để đánh lửa Nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn à, Đôi pin này thì các bác có thể mua cửa tạp hóa Cửa hàng điện dân dụng sẽ có từ 15 đến 30 nghìn Tùy vào chất lượng pin Và sẽ sử dụng được lâu hay không là do nhà mình sử dụng nhiều hay ít ạ Một chiếc bếp mặt kính màu xanh navi hay còn gọi là màu màu tím than đấy cực kỳ đẹp luôn bo viền của nó bằng inox 304 inox của nó chưa hề có một cái vết xước nào các bác ạ còn mới duyên luôn còn mới zin luôn nhá bo viền bằng inox một chiếc bếp rất là đẹp hàng vip tại tổng kho bên em cực kỳ đẹp luôn màu xanh navi thành vách và các cái chức năng của bếp hoạt động rất là tốt bếp chưa hề có bị uh, hoen dĩ bị hao mòn hoặc là hoặc là bị hỏng cảm biến đâu ạ. Bếp hoạt động rất là tốt, hình thức bếp còn mới trên 90%. Em quay cận cảnh thành vách bên trái và thành vách bên phải để các bác xem nhé. Trước bếp bên trái thì sẽ có các tính năng tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu, bếp nướng. Ví dụ như là công tắc phím để là công tắc bật bếp. Em bật bếp ở đây thì lửa nó lên ngọn phía trên nhé. Lửa cực kỳ xanh luôn. Em đều chỉnh cần gà to nhỏ ở đây ạ. Điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây Mình có thể hẹn tự động nấu cơm này, tự động nấu cháo này Mình không dùng thì mình tắt đi này Mình có thể hẹn được, được bếp nấu lên đến một tiếng rưỡi liền Đấy, mình có thể hẹn lên đến tối đa là một tiếng rưỡi và tối thiểu là một phút Đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu Rất là tiện lợi để các bác nướng cá, các bác nấu nướng thì ví dụ như là mình bận việc gì thì mình có thể cài đặt được thời gian Bếp bên phải thì sẽ có phím 3S nấu lửa liên tục, cài đặt uh, nước sôi 5 phút nấu tự động và cài đặt được nhiệt độ trên rán từ 160 lên đến 200. Đây tính năng của bếp hoạt động rất là tốt các bác nhá. Ngọn lửa lên gì siêu xanh luôn. Ngọn lửa lên thì cực kỳ đẹp luôn. Không có lo là lửa xanh thì uh, lửa đỏ thì nào đâu ạ, lửa xanh, thì lửa rất là xanh. Lửa xanh thì tiết kiệm ga, lửa xanh thì chứng tỏ là nhiên liệu ga đã được đốt cháy hoàn toàn, không có lo cháy nồi, cháy thức ăn ở bên trong một năm nhà mình sử dụng 5 bình ga thì những cái dòng bếp nhật như thế này thì mình chỉ sử dụng 4 bình ga thôi nhá rất là tiện lợi ạ đây bếp em đang hiển thị đồng hồ một phút vừa rồi thì các bác mời mời các bác cùng chờ em xem là còn 11 giây nữa thì bếp có tắt lửa hay không nhá còn trước này thì em đang nấu nướng bình thường ạ 3 2 1 hết giờ đó, hết thời gian thì bếp đã tự động tắt lửa và tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn. Đây, tắt lửa xong thì sẽ khóa ga luôn, rất là an toàn nhé. Đồng hồ hẹn giờ của bếp hoạt động rất là tốt. Đấy, bếp bên này thì sẽ có phím 3S đấu lửa liên tục, tức là khi bếp đạt đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ vùng lửa. Và 250 độ C thì bếp sẽ tự động tắt lửa khóa ga. Đấy, em test tính năng nước cạn tắt lửa khóa ga luôn để các bác cùng trải nghiệm nhé. Đấy. Ngọn lửa lên rất là đẹp Test tính luôn tính năng gió thổi tắt lửa khóa ga Đối với tính năng gió thổi tắt lửa khóa ga Thì 5 đến 7 giây sau thì bếp sẽ khóa ga luôn Một chiếc bếp rất là VIP Cái viền inox này siêu đẹp luôn Cái viền inox siêu đẹp luôn các bác ạ Inox 304 nhá Một chiếc bếp mà dòng VIP Khoang nướng còn đẹp còn sáng nhá Khoang nướng còn cực kỳ đẹp, lò nướng trước này là hai tầng lửa luôn. Lò nướng hai tầng lửa. Đó, lửa đang lên. Khi mà nhấn lò nướng thì mình nhấn sâu một chút nhá. Thì lò nướng thì nó dài hơn. À, khóa ga rồi này. Đấy, bếp tự động nhỏ vùng lửa. À, Đặt à, gió thổi tắt lửa thì 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga. Đấy, bếp bên này cũng tắt lửa và khóa ga luôn rồi. Nghe cái tiếng thông báo tít tít là biết rồi. Các tính năng của bếp hoạt động rất là tốt trong khi công tắc bếp còn hoạt động nhưng nhưng mà nhưng mà cảm biến công tắc bếp còn hoạt động nhưng mà mà tắt lửa thì sẽ khóa ga luôn rồi rất là tiện lợi đó đồng hồ của chiếc này thì đồng hồ lò nướng chiếc này thì lò nướng hai tầng lửa luôn em đã test sơ qua về cái cảm biến của bếp thì các bác cũng đã trải nghiệm rồi thế cái chiếc bếp số 1 này thì em bán với giá 3,7 triệu đồng bao ship bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành chọn đời bếp luôn. Một chiếc bếp đến từ nhà Osaka ga. rất là đẹp. Đây, lò nướng trước này thì lò nướng hai tầng nữa, tiện lợi. Các bác không cần phải lật lên lật xuống lật trái là phải làm gì. À, cái chiếc này thì dòng còn zin luôn, chưa có spa, chưa có làm lại, chưa có làm mới nhá. Rất là đẹp. Thì chiếc bếp 3,7 triệu đồng này bác nào muốn sở hữu thì liên hệ với em nhé. Tiếp tục là chiếc bếp số 2 đến từ nhà Jinai, một chiếc bếp mà mặt men, mặt men màu trắng sáng ở phía trên. À, thành vách và bên trái bên phải còn đẹp, còn sáng, có các tính năng, đa chức năng, tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, tự động nấu nước. Bếp bên phải thì sẽ có phím 3S nấu lửa liên tục và cài đặt được nhiệt độ chân rắn từ 160 lên đến 200. À, cái họng của nó thì sẽ là bằng họng à, hợp kim nhôm nguyên khối, còn vuông thành sắc cạnh, còn sáng, còn cực kỳ đẹp. phía trên của nó thì sẽ có một cái phần tấm chắn thép, à, bạc chắn dầu mỡ, hạn chế được cái tình trạng dầu mỡ nó động ở trên mặt bếp. có kim, có tâm cảm biến này, kim đánh lửa này, thủy ngăn chống trào. kiềng của nó thì là bạc kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn, đây, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây, tâm cảm biến chạm đáy nồi thành vách bên trái và thành vách bên phải các bác xem nhé. Trước bếp à, mã số 2. 13 tháng 3 mã số 2 trước bếp. Rất là đẹp trước bếp này thì em bán với giá à, 3,4 triệu đồng bao ship đến từ nhà Zin Nai. Lò nướng còn nguyên vân thép, đang còn à, còn đẹp các bác nhé. À, còn Zin luôn, chưa có spa, chưa có làm mới gì các bác nhé. Đấy, còn nguyên cái phần mà bên Nhật như thế nào về nhà em chỉ vệ sinh bụi Nhật thôi. Nhiều bác rất là thích cái kiểu như thế này. Đấy, lò nướng trước này cũng là lò nướng hai tầng lửa thì mình cũng không cần phải lật lên lật xuống lật trái làm phải làm gì. Mình cứ để thế mình nướng thôi nhá. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái. Phím đề là công tắc bật bếp. Đấy, một chiếc bếp đến từ nhà Zinai mã số 2. Chiếc này thì em bán với giá 3,4 triệu đồng bao ship ạ. Tiếp theo là một chiếc bếp đến từ nhà Haman các bác mà yêu thích cái dòng hình hộp chữ nhật như thế này, không thích mặt kính thì các bác có thể lựa chọn cái chiếc mặt men, mặt men thì dễ vệ sinh, à, dễ lau chùi, không có bị oxy hóa theo thời gian và có độ bền cực kỳ cao, à, hạn chế được cái tình trạng không may bị vỡ mặt kính. <laughs> đây, bo chia viền của nó bằng hợp kim nhôm nguyên khối nhé, họng còn nguyên vân thép luôn. Còn, còn nguyên vân phép cái phần này mà này mà kiểu như lửa nó cháy vào thì nó bị làm đen đấy thì nhà em cũng không có làm mới để nguyên như vậy. Kim đánh lửa này thủy ngân chống trào này. Đấy. Tâm cảm biến hai bên như nhau, hình hộp chữ nhật rất là đẹp. Bếp bên trái thì sẽ có tự động nấu cơm, tự động nấu cháo. Bếp bên phải thì sẽ cài đặt được nhiệt độ chân dán từ 160 lên đến 200 à, tự động nước sôi 5 phút và nấu tự động. Phím 3S đấu lửa liên tục và đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng đây lò nướng trước này cũng, cũng cũng rất là đẹp lò nướng cũng hai tầng lửa luôn những cái mẫu mà em giới thiệu hôm nay đều là những cái chiếc lò nướng hai tầng lửa phù hợp cho các bác à, à, vừa nấu vừa nướng rất là tiện lợi không cần phải mua thêm một cái chiếc lò nướng riêng biệt bên ngoài nữa làm gì đấy thương hiệu haman hình hộp chữ nhật chiếc bếp full chức năng em xin lỗi là chiếc bếp đa chức năng thành vách bên trái bên phải còn đẹp còn sáng nhá chưa có bị bóp méo cũng chưa bị hoen dĩ đây nhà em về thì đã vệ sinh kỹ càng rồi Các bác để ý nhá Phần phía trên của mặt bếp thì sẽ có một cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới đây ạ Đây trước nào nó cũng có nhá Đây trước nào nó cũng có Trước nào cũng có cái phần đấy Vì là à, lò nướng ở phía dưới thì sẽ cần cái phần thoát hơi nhiệt à, Chiếc bếp số 3 này thì em bán với giá 3 triệu đồng bao ship Bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành chọn đời bếp Đây là ba chiếc bếp mà em đã giới thiệu trong uh, video ngày hôm nay những cái chiếc bếp rất là đẹp à, còn 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 nguyên còn còn nguyên bản đấy ạ chưa có spa chưa có làm mới rất là xịn sò à, hình thức bếp còn sáng còn đẹp nội thất bếp hoạt động rất là tốt thì bác nào mà có nhu cầu muốn dinh ở những cái chiếc bếp này về không gian bếp nhà mình làm quà tặng cho ông bà bố mẹ cho anh em bạn bè trong những cái dịp mà ý nghĩa đặc biệt những cái dịp tân gia chẳng hạn thì các bác liên hệ với em em hiếu ạ à, 0982 035 091 các bác kết nối zalo với em nhé Em xin phép được à, kết thúc video tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau ạ Xin chào